Như xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Như. Chào mọi người. Như đang dọc rất là nhiều nghêu luôn nè. Cả nhà có thấy không? Quá chừng quá đất luôn. Nghêu này thì hôm qua Như đã có một cái dịp để trải nghiệm đào nghêu ở dưới cào nghêu chứ. Cào nghêu ở dưới biển Tân Hành đó cả nhà. Cái mùa nước sáng sớm nước rất là cạn. Mình thấy rất là nhiều cô chú đi cào nghêu và mình cũng xuống xin để trải nghiệm. Và sau đó thì mình đã mua, à không, chị đã mua cho mình 1 ký, rồi chị 1 ký. Hôm nay thì với số nghêu này thì mình sẽ quyết định làm nghêu hấp xả đi. Nghêu hấp xả ăn với nước mắm chua ngọt cũng rất là ngon luôn. Và để mình làm xong rồi mình sẽ kêu mẹ ra ăn chung với mình cho vui. 1 ký nghêu rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ quay nghêu cho cả nhà xem nè. Bây giờ thì Như sẽ rửa cho nghêu nó sạch lại, chứ Như ngâm nó hồi sáng tới giờ luôn rồi đó. Mà thấy hàng quá. Sôi rồi, Như sẽ cho tép tỏi vô. Để Như xào xả ớt trước xong Như sẽ cho nghêu vô nha cả nhà. Wow. Gió quá ha. Được rồi đó, tỏi vàng rồi đó. Rồi bây giờ Như sẽ cho nghêu vô nha. Bữa nay mẹ Như làm cameraman cho Như, mẹ Như đang quay gì đó. Nghêu của Như bây giờ nó chuẩn bị hả họng kia rồi mọi người ơi. Mình sẽ nêm vô đây là nước mắm ngọt với một xíu nữa hạt nêm. Mài luôn. Thank you.
rồi, chắc là đã chín rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ nhắc xuống. Bỏ lá quế vô không? À quên nữa, mẹ mình nhắc mình bỏ lá quế mình mới nhớ. Chứ thôi là mình không nhớ luôn. Mình sẽ cho lá quế vô nè. Thơm lắm. Như đã xào xong cái chảo nghêu rồi nè, gọi là nghêu xào xả ớt đi, hoặc là nghêu hấp cũng được, tại vì khi mà trong quá trình mình xào á, nghêu nó ra nước rất là nhiều. Mẹ Như đã làm nước mắm chua ngọt rồi đây nè. Còn bây giờ thì xin mời mọi người hãy cùng hai mẹ con Như thưởng thức nha. Ăn đi mẹ, ăn thử coi sao. Rồi cả nhà dùng nghêu xào xả ớt với cô với Như nha. Mẹ Như nói nghêu mà cào mua tại biển ăn rất là ngon mọi người. Để xem là hôm nay mẹ Như ăn sẽ như thế nào nha. Xin mời cả nhà. Nước mắm mày làm ngon quá. Ngọt. Ngọt không? Cái thịt của con nghêu rất là ngọt cả nhà ơi. Tại vì ngày hôm qua Như cào ở dưới biển là đem về, sáng nay Như ngâm, Như rửa lại, rồi bây giờ Như đem lên xào. Cái con nghêu nó mập mà thịt nó ngọt, nó ngon nữa. Ăn với nước mắm mà ngồi giữa cái giường trong không gian buổi trưa như thế này nè, thiệt là tuyệt vời đúng không cả nhà? Ngon mẹ. Sạch trơn trắng tươi. Mùa này là người ta cào nghêu rất là nhiều luôn á. Con lễ chín quên tèo. Ngon á. Ăn không nó ngọt ngay luôn mà. Còn những lá quế thì hợp. Ngon quá. Này giống như khi mà mình bốc lên mình ăn cái mình bị nghiện hay sao á, cái mình cứ bốc mãi, bốc mãi luôn. Một chảo nghêu này là chỉ có 1kg thôi đó cả nhà, mà nhiều ghê không? Ăn miếng nó quế vô chụp hả? Ngon quá mọi người ơi. Ngon quá. Thôi mình nhâm nấu ăn hả? Ngọt ngọt ngon ngon không thể chối từ luôn á. Chối từ mà mốt phì lũ. Hôm qua con nằm dài trên biển. Ủa trên nhà sàn á. Chị nha, con nói con là nàng tiên cá mập. Hồi nãy là Như tính quay một mình để cho để chút cỡ Như kêu mẹ ra ăn, mà một mình làm không kịp. Cái mẹ ra, cái Như nhờ mẹ quay cho Như luôn. Út gà mẹ Như biết quay phim mà nha cả nhà. Con mập trắng tươi. Mập lù luôn á. Ăn miếng nó quế vô thơm nha. Dạ. Ngọt ngọt chua chua cay cay ăn nhiều. Ăn hết con này tới con khác.
Anh ấy thương á cả nhà. Nãy giờ nói chuyện tình tang tình tang, hai mẹ con quất hết, cháu Nghiêu cũng hay nhờ. Ngon mẹ. Lâu lâu ăn ngon ha. Giờ còn ba cái nữa xong. Con này mập ghê. Dạ. Hằng Y lâu lâu mới ăn chứ. Mình cũng ít ăn cái này. Còn có mấy con nữa là hết rồi cả nhà ơi. Bữa nay mẹ Như ngon miệng quá. Chứ bình thường mẹ Như ít ăn lắm. Nay ngon miệng, hai mẹ con ăn hết cái chảo luôn rồi nè. Mẹ Như ít ăn nghêu lắm, nghêu sò mẹ Như ít ăn. Mẹ Như nói giờ ăn xong rồi phì ra nữa. Nhưng mà mấy người chung chung tuổi á, mỏng mỉm mới dễ thương đúng không mọi người? Giờ chắc Như với mẹ sẽ kết thúc video tại đây rồi. Rất mong là mọi người sẽ thích video này. Nghêu hấp xả ớt thật sự rất là ngon luôn. Và đơn giản dễ làm, chỉ tích tắc trong vòng mấy phút là mình đã có một cái món ngon để mà ăn nhấm nháp, để nói những cái câu chuyện buổi trưa mát mẻ như thế này rồi đúng không? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Tạm biệt. Rất mong là mọi người sẽ nhấn đăng ký và chia sẻ video này cho hai mẹ con mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người là động lực để hai mẹ con mình làm video đó. Yêu mọi người rất là nhiều. Bye bye.